Nhớ một đợt khi Chang Ha bà Tân Lốc trở thành hiện tượng mạng với những giết ha ô nấu nướng ăn siêu to vĩ đại hàng triệu giết ha. Khi ấy, bà Tân là một trong những giao tớt ha quyền lực nhất, cho dù chỉ là những giết ha ô đơn giản nhưng bằng cách kể chuyện chân chất, thực tế mà đi vào lòng người. Thế nhưng khoảng 2 tháng quay về đây thì Chang Ha bà Tân Lốc lại khiến dân tình tranh cãi nảy lửa, nhiều người còn gửi tâm thư lên án vì tính vô lý và tính thiếu giáo dục trong các giết ha ô. Bên cạnh đó, hàng loạt lùm xùm quay quanh chuyện bật đút kiếm tiền giao tớt Khải và bà Tân quảng cáo quá nhiều cũng bị mổ xẻ. 1. Nồi cháo ăn liền hổ lấu nấu nướng cùng trứng vịt lộn. Trong clip nấu nướng nồi cháo siêu to vĩ đại mới được đăng tải lên giao tớt Khải, bên cạnh việc quảng cáo quá nhiều, bà Tân khiến người ha bức xúc vì đã nói sai số lượng và liên minh nguyên liệu ha ô cách chẳng giống ai. Đầu tiên, trên tiêu đề giết ha ô ghi là nấu nướng cháo yến, thế nhưng thay vì nấu nướng bằng gạo tầm thường thì trong giết ha ô bà lại sử dụng toàn gói cháo ăn liền. Nồi cháo yến siêu to vĩ đại thực chất lại là cháo ăn liền. Rõ ràng bà Tân giới thiệu đây là nồi cháo dành cho trẻ sợ ha, nhưng khi nấu nướng bà lại bỏ thêm một nguyên liệu cực vô lý là trứng vịt lộn. Chưa thể, khi mang trứng đi luộc, bà Tân đã ngay lập tức bị cư dân mạng bắt lỗi khi giới thiệu có 50 quả nhưng lúc đưa vào nồi luộc, người ha tinh ý nhận ra tất cả chỉ có 40 quả. Cháo ăn liền cho trẻ sợ ha với trứng vịt lộn. Logic nào đây? Bên cạnh đó, bà Tân Lốc cũng bị cư dân mạng phản ánh về vấn đề thiếu vệ sinh. Bà Tân chế biến nguyên liệu không có găng tay đã đành, nhưng nấu nướng lại ở những nơi mất vệ sinh như chuồng lợn, chuồng gà, ổ rơm, khiến người ha càng thêm rùng mình. Thành quả của nồi cháo thấy mà tức này là một nồi hổ lốn, và như mọi lần những thanh niên trai tráng trong buôn bản khi hưởng thụ vẫn ha ngon nấy ngon để. Chính vì vậy nhiều người ha đã tỏ ra bức xúc và lên án giết ha ô này của bà Tân là nhạt, xàm và thiếu giáo dục. Nồi cháo hổ lốn vĩ đại. Thậm chí, có người ha còn viết hẳn một tâm thư gửi bà Tân và đại trượng phu bà Tân người đứng sau kịch bản dạng của Chang Ha bà Tân Lốc. Thanh niên ăn vẫn ha ngon. 2. Ha thăng long bẩn và thiếu tính giáo dục. Chuyện bà Tân đọc sai tên ha thanh long thành thăng long thì có thể thông cảm. Nhưng với một món ha vĩ đại thì cách làm của bà khiến dân tình la hét gì quá sai. Với những nồi lẩu hay những món vĩ đại được nấu nướng như mọi khi thì dù cách chế biến có phần thiếu vệ sinh thì cư dân mạng còn tạm chấp nhận được, nhưng với một món tráng miệng đông giá bút như ha thì lại khác. Công đoạn gọt và xay trái thanh long dưới nền đất bụi. Đổ trộn hỗn hợp vào khuôn bằng tay không, chưa thể là khuôn nhôm mới đóng thì không thể đảm bảo vệ sinh. Cây ha vĩ đại sau khi đông giá bút. Người ăn vẫn ha ngon như mọi khi. Dưới phần bình luận, một số người nhận xét nội dung clip của bà Tân Lốc ngày càng nhàm, nhạt, nói chuyện thiếu tự nhiên, đồ ăn bà làm bẩn lắm, cứ nói đi nói lại từ siêu to vĩ đại thấy mệt. Đặc biệt, có người gay gắt chỉ trích clip bà Tân làm không có nội dung giáo dục. Cư dân mạng lên án bà Tân khá gay gắt. 3. Đuôi bò hầm với sữa trái cây. Vẫn là bà Tân với những món khổng lồ và những đồ nấu nướng bếp to gấp gáp nhiều lần cơ thể, chỉ vậy thôi mà bà ngày càng nổi tiếng, những hợp đồng quảng cáo cũng đến nhiều hơn. Thế nhưng cũng nhiều lần vì bất chấp, màn quảng cáo của bà đã khiến người theo dõi bức xúc. Ví dụ như món đuôi bò hầm sữa trái cây này. Có người chê bà Tân đang quảng cáo quá đà gây phản cảm. Điều khiến dân tình xem xét chính là số sữa của nhãn hàng ca được quay cận cảnh rất lâu, rõ nét từng chữ và bà Tân thì nói thẳng đến mức gượng ép, bà đã mua rất nhiều sữa ca. Luôn. Sữa để bà Tân nấu nướng ăn có ghi rõ là sữa trái cây trong khi hầu hết các món ăn người ta tầm thường chỉ dùng sữa không đường để đảm bảo hương vị được giữ lại nguyên vẹn. Thêm vào đó, món đuôi bò hầm phải sử dụng ớt, tỏi và gia vị rất nặng trĩu mùi cho nên khi liên minh cùng với sữa nữa thì khó tưởng tượng nổi sản phẩm sẽ ít như thế nào. Ấy vậy mà cũng như mọi lần, khi thịt lên mâm thì các thực khách yêu quý nhà bà Tân vẫn thi nhau ăn và ha lấy ha để. Nhiều người đùa rằng không biết họ có thấy ngon thật không nữa, hay là chỉ nói như vậy để ghi hình cho xôm. Sữa trái cây lại ha đi nấu nướng một món nhiều gia vị mặn. Người ăn vẫn ha ngon đáo để. 4. Buôn làng trứng muối có phần công thức cốt bánh sai đến mức phi lý. Clip làm chiếc bánh bông lan trứng muối siêu to vĩ đại được ha là phốt lớn gần nhất trên của bà Tân Lốc. Ha ô đó, một người thợ bánh đã phát hiện ra điểm vô lý trong quá trình làm bánh của bà Tân và đăng tải lên một nhóm chia sẻ sợ hãi nghiệm làm bánh trên. Bài tố bà Tân có phép màu khi làm bánh. Khi làm bánh bông lan trứng muối, muốn có cốt bánh sốt mềm, việc cơ bản mà người làm bánh cần biết chính là tạo được một hỗn hợp hòa quyện. Thế nhưng có vẻ như hỗn hợp để làm bánh của bà Tân lại hoàn toàn ngược lại, bột giống cục, lòng trắng lỏng bỏng phía trên bột. Dù có hỗn hợp không mấy chất lượng, nhưng bà Tân lại chiếm được cốt bánh cực ấn tượng thế này. Nhiều người cho rằng viết ha ô của bà là gian xảo và dàn dựng, món bánh bông lan trứng muối vĩ đại đã có người làm sẵn.